Now, hôm nay là sáng thứ ba, chúng ta sẽ chơi tiếp Crisis 2. Ông Gu giờ ông ấy vẫn đang gọi mình đây. Chỗ này là rất là đông và nguy hiểm. Mình chơi trò này rất là nhiều lần và gần như là mình chưa bao giờ tìm được một cái đường nào nó gọi là hoàn hảo khi đi cái đường này. Kiểu gì cũng phải giết chóc và lộ ủi vãi ngay đứng ở đây. Mình phải quét trước thật là nhiều đã. Xem cho nó kỹ, nhìn cho nó cẩn thận. Ok. Chắc chắn nó còn sót vài thằng nữa nhưng thôi kệ đi. Chúng ta sẽ bắt đầu với thằng này nhá. Có súng nó có giảm thanh không ta? Đấy có. Tại sao lại không có giảm thanh? Bây giờ nhảy xuống là lộ chết à? Rồi hồi năng lượng nào. Đến ạ. Ôi nó không biết à? Thằng này ngu dữ. Chết rồi, lẽ ra mình lúc giết người mình phải nhìn xung quanh xem có ai không nữa chứ. Mình nhớ đấy có một khẩu súng ngắm cho mình dùng mà nhỉ. Nó đâu ta? À đấy. Dùng luôn súng thằng này đi. Thay đổi một chút. Được rồi, mình sẽ thay khẩu súng này. Cả hai khẩu của mình đều bắn được sai hết. Mình sẽ dùng súng này. Ngồi xuống nữa, hồi pin nữa. Thằng này đánh dấu chưa nhỉ? Chưa này. Chết thật, sao lại ít thế này nhỉ? Mình nhớ là đông lắm cơ. Nó đã cứ tỉa trước đi. Thôi. Nếu có thể đi qua êm đềm thì mình không cần phải tỉa đâu. Cứ cầm cho nó an tâm thôi. Ở dưới này kiểu gì chả có thằng. Nhạc hồi hộp quá nè. À, cái nhạc này, chắc cái nhạc này vẫn là của ông Hans Zimmer ông viết thôi. Khẩu SK này cũng có ngắm à? Thì khác đếch thì khẩu của mình. Đằng nào cũng bỏ ra thôi. Hết rồi. Được, hết điện. Trốn vào đây cái. Mình sẽ dùng cái đường này. Đi theo cái đường hành lang này này. Nếu có lộ thì cũng còn có chỗ mà nấp. What the fuck. Ui. Hết điện đến nơi rồi. Lảng qua mới được. Hay quá, đường này cụt, thằng nào nó cũng không đi được. Mình chui qua cái gầm này là coi như thoát. Đang buổi sáng mà chúng ta bắn súng làm gì cho nó ầm ĩ một ngày. Đi êm đềm qua có phải là tốt hơn không? Nhả ra tí cho nó sạc điện. Đi tiếp. Thề luôn là mình chưa bao giờ mình đi qua đoạn này một cách êm thấm cả. Hôm nay sẽ là một dạng thử thách vì ít ra mình cầm chuột thì nó cũng dễ hơn so với cầm tay cầm. Thực ra thì nó hơi ngược nghịch lý, nó là cầm tay cầm bắn nhau khó hơn thì lẽ ra mình nên đi cái phong cách bí mật ngay từ hồi mình chơi tay cầm thì đúng hơn. Nhưng bây giờ mình mới thử. Chủ yếu là nhìn bằng chuột thì nó vẫn nhanh hơn, tiện hơn ấy. Nếu không bị lộ thì đoạn cuối mới dễ, chứ còn đoạn cuối nó đường nó khá là ngoằn ngoèo. Trên cái chỗ kia nó khá là trống trải, nếu mà bị bắn nhau thì đi qua rất là khó, nó rất là vất vả. Còn nếu mà mình không bị lộ thì bọn nó không xúm vào thì đi cũng dễ thôi. Lên đây nào. Chỗ này chắc sạc được rồi đấy. Ui! Nó nhìn thấy à? Cái mẹ vô lý vậy, game lỗi rồi. Nó nhìn xuyên tường rồi. Cứ đánh dấu mày cái đã. Nó nhìn ở đây là nó biết được rồi sao hay là nó... Có lẽ nên thấp xuống một tí. Nhảy qua xem nó có biết không. Không biết. Phải đi chậm thôi vì cái hệ của mình cũng không tàng hình 100%. Nếu mà di chuyển nhanh là kiểu diễn bị lộ. Trốn vào đây sạc đấy nhỉ. Nó đi ra đây này. Nguy hiểm mà nha. Qua được bên kia là mình thoát. Giết thằng này ở đây thì cũng được thôi, nhưng mà sợ góc kia nó nhìn thấy kìa. Không sao, dù bị lộ nhưng mà cũng không đến nỗi bị bắn pháo sáng nó gọi đội rồi đấy, nhưng mà không sao. Cửa kia rồi. Có cái gì đáp để cho nó bị đánh lạc hướng không ta? Đừng có sang đây, ta sắp hết năng lượng rồi. Ngoan đấy. Yếu pin rồi. Chết rồi, chỗ này có nhiều thùng quá. Nó bắn sang đây thì có mình chết chìm. Chui về đây. Hú hồn. Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình đi qua cái đoạn này mà không bắn nhau ở Mỹ. Khá là vui. Còn cái cổng ở đây nữa thôi. Nó thấy có động tĩnh lạ rồi đấy. Chết cha, lộ rồi. Huých một phát bay bố lên tường luôn. Ui. Làm sao à? Vai thật, cuối mới không chết đằng sau. Trung cuộc vẫn bị nó bắn. Ok rồi, lên thang máy đâu nhở, mình quên mất rồi. À thôi, chưa. Mình phải lấy khẩu súng lên đã. Đoạn trên đánh nhau kinh khủng lắm. Rất cần cái khẩu súng to như thế này. Nào, đi nào. Khắm nhỉ, thang máy không có nút mà cũng tự động lên, tự động xuống. Điều khiển ở đâu ta? Thằng hình, biết đâu ở đây nó có thằng nó đang đứng đợi sẵn. Nó thình. Sạc đầy hai vạch. Úi dồi, biết ngay mà. Mình sẽ vứt cái súng vào đây. Rồi vứt tạm đấy. Ủa, nó nhìn thấy à? Kìa rồi. Núp làm cái gì? Cứ đáp liệu đạn đi, bố đi đường khác rồi. Tranh thủ hack máy tính nào. Chưa làm được à? Chắc phải giết thằng này. Ám sát nào. Vặn cổ. Xong rồi. Sao nữa? À, phá nó. Giời ơi. Có cái gì để phá không? Hay dùng lựu đạn nhỉ? Hay đấm thôi, đấm cho tiết kiệm đạn. Tôi chắc phải dùng lựu đạn rồi. Kéo được này, hay là bắn nhỉ? Ui, bây giờ là phải phòng thủ. Hay mình nhớ là có cái trực thăng. Đoạn này mình chết nhiều là lắm đây. Nhặt cho đạn đầy đủ nào. Ống ngắm này bắn tạm một lúc thôi, chốc hết đạn. Đoạn này là không dùng ống ngắm nữa. Ống ngắm chỉ dùng vừa nãy lúc mà đi bắn từ xa ấy. Nhưng mà mình không dùng rồi, mình đi âm thầm rồi. Khẩu súng ngắm sẽ dùng lúc này. Left ship để nín thở bóp cò. Địch đâu nhỉ? Cái súng của mình rồi. Cái trực thăng đâu? Thằng nào thích bắn súng? Đó, kiểu những thả người trên mấy cái này mà. Đâu rồi? Đó, phải cầm cái súng ấy lên thì mới đọ được với trực thăng. Sau này ai chơi thì phải nhớ để ý cái này đấy. Để rồi. Mình định headshot nhưng thôi kệ bà nó. Cái súng này nó nặng lắm. Ôi trời ơi. Lúc xác rơi mình cứ tưởng nó định đột kích xuống cơ. Đây mà nhảy xuống đây. Đếch được. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Vô khỉ, chắc chắn phải dùng cái súng này nó mới chơi được cái thằng trên trực thăng đấy. Mình nhớ không nhầm thì có bọn nó lên từ thang máy này lên nữa cơ. Đi ra khỏi đấy đi. Chưa lên à? Ra kiểu gì? Bọn nó đang đến nữa này. Mình nhớ nó có mấy thằng nó sẽ lẻn lên trên này nữa cơ. Đâu nhỉ? Ôi đây này, đây. Nó lén lút, bọn này chơi theo phong cách đột kích rồi. Định lén lút à? Mình thích như vậy, làm như thế bọn nó sẽ bị lẫn lộn. Không quên nhìn xuống có thằng nào lên phải biết ngay. Bắn ghéo gì vậy? Lẽ ra nên để cho cái thằng có cái súng cối sau lưng nó rơi xuống mình giết nó thì mình nhặt súng cối bắn trực thăng cũng dễ đấy. Mà kệ đi. Sắp cái súng tỉa rồi. Bọn này là phải chơi súng bắn tỉa mới đọ được. 3 viên. Làm nên chuyện được không đây? 1 viên. Ui, đã xuống dưới rồi. Có một thằng xuống dưới rồi đấy. Nhặt khẩu shotgun bắn vậy. À không, ở kia có đạn thay đấy nhưng mà kệ đi. Mình thích chơi trò này hơn. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Còn đàn này, xì khẩu súng cối nào. Ui chết rồi. Đừng bảo chơi lại từ đoạn này nhá. Ui trời rồi, cái súng nó vẫn ở đây rồi, mất thời gian quá. Lại chơi lại một đoạn dài này. Bố mày bực. Nhanh gọn nhẹ với chúng mày. Lên đây. Ui dồi. Hóa ra nó lên từ nãy rồi. Chắc là bọn này nó đắp lựu đạn thì là thằng nó chết. Thế có thằng xác nằm ở đây cũng giống này luôn. À không, thằng đấy là thằng mình ám sát mẹ ơi. Ấn nhầm chết. Đồ đồ mày, đâu. Còn bà cái trực thăng chết tiệt này. Cái thứ đồ giả rách. Bố cái thằng giả rách này. Bọn nó đi trên mái nhà này. Đếch dùng tỉa nữa. Đã lên đây rồi. Ô, xác nó cứ nằm trên này này. Úi chết 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 chết, có địch có địch. Có lẽ mình nên đợi một tí cho bọn nó xuống đi, bắn nhau cho nó vui. Đó, xuống đi, thằng này cũng xuống đi là đẹp đấy. Phong cách của mình là hay thủ trong đấy, nhưng mà kệ, giờ đếch muốn thủ nữa. Mình thích cho bọn nó một cái chết đau đớn. Chín mét ở đâu ấy? Ui trên đầu mẹ ơi. Mày chết này. Có cái súng bắn to rồi. Ấn mấy nhỉ? Ấn 3 là ra, ok, có rồi đấy. Đợi cái trực thăng đến thì mình cho nó nổ thôi. Đâu, trực thăng đâu, trực thăng đâu. What the fuck, có nhất thiết phải bắn ghê tởm vậy không? Hết mẹ năng lượng đâu rồi. Đổi hướng. Rồi đâu, nó rồi, nó rồi. Oh fuck. Có nhất thiết là nó cứ phải dã đạn với cái hướng đấy không? Đây. Gì nó nổ chưa? What the fuck. Tí nữa thì bị chém cụt đầu. À, ui. À không, kịch bản nó vậy rồi. Thế là xong cái đoạn vừa rồi nhá. Thành gớt cái đéo này, do tôi giỏi thôi à. DG1 à, là súng bắn tỉa vừa nãy đâu mà, chắc nó rơi xuống dưới. Đi lên hay đi xuống nhỉ? Cửa chặn rồi. À lên được, đường xuống cũng được mà, hình như đường lên cũng được mà. Mình thích đi đường trên hơn cho nó sáng sủa. Đường dưới đập cái khóa đấy xong sẽ xuống cái cửa. Cái cửa nó mở ra là xuống cống. Bắt buộc phải xuống cống rồi mấy bạn ạ. Là kinh tởm. Tôi mới đi ra khỏi đây. Được rồi, cái thằng già này mày giục ít thôi. Đánh bỏ mẹ rồi. Tao chả con với nhà mày đấy. Sang được bên kia không nhỉ? Chắc nhảy xuống đây chỉ có chết thôi. Có địch ở đây mà nhỉ? Địch thì cũng kệ. Đoạn cuối này rồi bắn nhau tí âm thanh cho nó sôi nổi. Có tiếng đấy. Có nên ám sát nó không? Hay là bắn một phát vào đầu nó? Thôi thằng này ám sát nó đi, cho đỡ kêu. Thằng trên này mình sẽ cho một phát vào đầu. Ôi nó rồi. Đây nó đây. Có hai thằng cơ. Thì ám sát thằng này. Ui, có mấy thằng cơ mà. Ui trời ơi, bắn trượt rồi. Mẹ ơi, tôi chết tôi rồi. Thằng ở đâu rồi? À, cái thằng nó vừa chạy nó đi rồi. Tao giỏi bắn tỉa lắm nha. Chắc nó chạy mất rồi. Thôi kệ, đi gặp ông giáo sư ấy thôi, mất thời gian quá rồi. Ok, 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 tốt rồi. Anh ở đây rồi. Tôi sẽ gửi thang máy xuống cho anh. À, ông nó trốn ở đây. Bọn là Sell chắc nghĩ cái khu này bỏ hoang, thế nên bọn nó không lục soát. Hóa ra chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Này, cậu phải tin cái gì? Nếu ông ấy tâm sự linh tinh cái gì mà. Mấy cái vấn đề này chúng ta không quan tâm, chúng ta tận hưởng trò chơi thôi. Ê, mừng là vì anh đã ở đây. Sự chờ đợi làm tôi cảm thấy ớn lạnh luôn đấy. Nào, vào đi, nhanh lên. Phòng 70 giờ thành 704. À, nó rơi mất số 4 ở đây. Thế nên phải viết số 4 vào. Chứ không ai tìm ra. Giờ vào cái này để ông ấy quét những dữ liệu mà mình thu thập được. Mình chưa gửi về cho ông ấy đâu mà, thế nên giờ ông ấy mới cần đọc. Con gái, ơ, Tara là cái cô mặc bộ đồ Sell cãi nhau với thằng ở tập trước ấy. Con gái của ai cậu cũng biết rồi đấy là ai. Con gái của ai mà who know, you know who ấy, là kẻ mà ai cũng biết là ai đó ấy. Là ai? System online. Đồng bộ đã hoàn tất. Truy cập bộ nhớ Nano Protocol. Quét chi tiết. Kỳ lạ nhỉ. Nó không phải đợi một phút. Mày không phải Prophet. Cái gì đây? Mày là ai? Hardwick gửi mày tới à? À, ông ấy xem được cái cuộn băng ghi âm của Prophet. Hãy tìm Good. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Cậu chính là tất cả những gì tôi có thể làm. Họ gọi tôi là Prophet. Hãy nhớ lấy tôi đấy. Ê, Prophet chết rồi. Tìm Good. Cả game chả nói được câu nào. Chuyển đổi đã bị hủy. Quét sạch các quá trình đang dang dở. Chú ơi, tôi không thể tin được nữa. Tôi không phải là một người gọi là quá kinh khủng đâu. Giống như cậu, à không, giống như Prophet ấy. Ông này đang đắn đo à? Chẳng lẽ ông không biết có nên tin mình hay không? Chắc chắn là nên tin tôi rồi. Tôi là một người tuyệt vời. Không nhặt được cái này nhỉ. Ê, có con bạch tuộc rồi. Ông là nuôi bạch tuộc à? Trông nó bẩn đấy nhỉ, trông nó kinh khủng á. Ông nó có vẻ thích sinh thái học. Cây cũng để riêng luôn. Ơ, hai cái này giống nhau ấy. Giống nhau vãi. Hai cái cây cũng đều có hai cái chấm trắng như kiểu sâu đục ấy. Bọn thiết kế texture game này nó phải. À, cái gì đây? Đây là ống nghiệm. À đâu, kính hiển vi. Tôi cũng muốn vào, tôi muốn ngồi ghế rồi. Tôi đi một đoạn đường dài tôi muốn ngồi. Ui, cái cây động vào nó đổ các cây này. Gãy cả cành. Xin lỗi nhưng tôi không muốn phá hoại nhà ông đâu. Mình không được vào trong đấy à? À đúng rồi, có cái này hay lắm. Cái này ông scan, quét. Ông chỉ nói linh tinh về cái kiểu mình có thể quét được ADN của quái vật nữa mà. Đang có dữ liệu của alien kìa, quái vật ngoài hành tinh kìa. Đang cải tiến bộ giáp. Nói gì về bộ giáp ấy? Hắn đã thiết kế lên những thứ này. Cái thằng chẳng lẽ Tara là con gái của cái thằng đấy. Cái cảnh ở tập trước là hai bố con cãi nhau à? You know who thì trong cái game này nhân vật ít bỏ xứ đấy. Từ đầu đến giờ chỉ có mỗi hai nhân vật thôi mà. Là cái thằng lính tên mình không đọc được. Ha ha. Ha ha gì? Con gái là Tara à? Cứ đoán như thế nhá. Ông không biết nữa, ông có thể tự viết được một cái gì, chương trình gì đó mới. Một cái gì đó thực sự là mới. Ý hay nhất của tôi đó là nên tìm kiếm một cái bộ giải mã. Mấy cái này nó hơi, mấy cái từ ngữ hơi phức tạp. Vaccine, như kiểu là một loại vaccine, nghĩa là có một cái phương thức mã hóa để gọi là phòng chống lại cái dịch bệnh của bọn người ngoài hành tinh nó gieo rắc lên ấy. Và bí ẩn được giải ở trong những gì bộ giáp làm được. Với mình thì ông ấy nghĩ là có thể đảo ngược lại được để làm với những người khác. Rồi, mình nhìn đi xa xa chưa? Có thằng đang bắn tỉa kìa. Nhìn chưa, nhìn chưa? Ông đang bảo nói chuyện. Theo cốt truyện thì mình đang... Ui! Không bắn được ấy. Shit, chúng ở đây. Khí cay, khí cay. Đi, 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 đi. Tôi không bắn được trong này. Không bắn được ấy. Trong này không dùng súng được. What the fuck? Dùng giáp cường hóa đi. Chắn đạn cho ông ấy. Đi đây à? Đi ra đây. Và đừng để chúng vào là sao? Giờ mình phải đi bảo vệ ông à? Đếch phải đây. Chắc xuống cầu thang chăng? À đây đây, có tiếng động rồi này. Man down, man down. Anh đâu phải là người dễ chơi như vậy. Khẩu shotgun của mình đâu rồi? Giờ sẽ là lúc dùng với nó đây. Úi trời! Bắn trượt mới nhục cơ. Ôi khẩu nó có cả giảm thanh cơ mà. Xong rồi đấy, đi ra nào. Ui rồi. Ôi sao lại nhảy xuống dưới. Cường hóa giáp đi, cường hóa giáp đi. Cường hóa giáp nào, cường hóa giáp nào. À cốt truyện nó có sẵn, mình cứ nháy nháy thôi, chả tác dụng. Ôi. Ôi. Thế là rơi xuống dưới rồi. Ok. Tập này đã hoàn thành rồi. Ở tập sau chúng ta sẽ đi một mình tiếp. Ông Gu này ông ấy thoát được rồi. Ông ấy có đường riêng của ông ấy. Còn mình sẽ đi một đường riêng khác. Đây là lịch trình mà chúng ta sẽ đi. Thì mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn. Vào trưa nay mình sẽ chơi Overwatch. Và chiều là Dragon Ball. Đến tối là Rise of the Tomb Raider. Hẹn gặp lại mọi người. Nhớ like và subscribe nha.